bà con ơi. Đất Thăng Long ngàn năm lịch sử đã bao đời gìn giữ cố đô này. Mừng vui mở hội hôm nay, trống rông cơ mở tung bay khắp trời. Này bà con ơi, thế tôi ra đây có phải xưng danh không nhỉ? Thì không xưng danh thì ai biết là ai? Thế thì xưng danh nhá. Tôi vốn dòng tiên thiên thượng, bởi hái đào trích xuống trần gian, thấy sự đời bối rối đa đoan, nên tôi phải lặn lội. Lặn lội để làm gì? Lặn lội để lo toan sự rơi. Này bà con ơi, sách có chữ tọa cửu linh nhân liệt, vậy tếu tôi xin hát một câu rồi trở lại buông trò nhà. Trong ý thể hỏi thầy chẳng chạy đâu, người không thể thể
hàng viện. Chúng tôi nó đôi đâu cổ thơi nếp chó. Của em bác bồi đây này, hoa đỏ lại treo trên. Bờ ao chua mà em cứ mẹ lên. Ôi mẹ lên để làm gì? Một cần là tay em để nhử đi bà con à. Này bà con ơi. Sao? Ôi trời, anh Chế Hòa cứ để ra chàng chớ. Chàng chớ. Đớp mồi rồi chẳng chịu nhá môi chơi. Nhá sao chớ. Sân một cái, thế này bỏ con vào giỏ đấy bà con à. Này bà con ơi. Thôi nhờ cho em bắt ngồi đi câu bắt ếch nhá. Trời bố con. Này con bà con con kìa. Xoát con là gì đấy? Chàng đến mời chân mà câu ếch có. Đây hả? Đúng thế rồi. Câu nhá. Cầu luôn đi chàng ơi. Ô bộ. Nó phải thò quá. Ô bộ. Chàng cố nào. Về.
Thank you.
Xin chào mọi người.
hôn đoàn.